là chương trình Chuyển hóa thân tâm. Tôi là Bảo Ngọc cùng với nha sĩ Đức Hạnh. Xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên đài Sài Gòn Network ngày hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu cùng với quý vị sự hiện diện ngày hôm nay của Ni sư Thích Nữ Minh Liên, là giáo thọ sư của Viên Thông Tự. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình Chuyển hóa thân tâm với mục đích là mang lại Phật Pháp, những lời dạy của Phật Pháp ứng dụng trong đời sống hàng ngày của quý vị. Chúng tôi mong muốn với những cái lời chia sẻ của Ni sư, quý vị có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày để cho cuộc sống của quý vị lúc nào cũng được vui vẻ hơn, thân được an lạc, tâm được nhẹ khỏe. Cùng với bài kinh Hạnh Phúc, chúng tôi muốn truyền tải không những là nội dung về các cấp độ của hạnh phúc mà còn là các mối quan hệ của xã hội. Làm sao để mà mình làm cho các mối quan hệ đó được hài hòa, ứng dụng Phật Pháp vào để cho mình cảm thấy cuộc sống của mình, những mối quan hệ xung quanh lúc nào cũng được vui vẻ hơn. Và chương trình của chúng tôi đang đi tới đoạn thứ 5 của bài kinh này. Đoạn thứ 5 bắt đầu bằng câu thứ nhất là sống ngay thẳng bố thí. Xin liên tục với chương trình, con xin hỏi Ni sư về cái hạnh sống ngay thẳng trong cái bài kinh, trong đoạn thứ 5 của bài kinh này. Sư có thể giải thích cho con được, cùng với quý khán thính giả được hiểu rõ hơn như thế nào là sống ngay thẳng. Dạ. Dạ. Thì sống sống ngay thẳng, ai cũng biết là chỉ từ ngay thẳng là từ tiếng Việt. Dạ. Cho nên hễ mình nói tới ngay thẳng thì ai cũng biết là người này rất là chân thành, người này rất là trung thực. Dạ. Người này rất là thật thà. Tức là tất cả những cái gì mà nó mang tính ngay thẳng đó là trung thực, là chân chất, là thật thà, là nó cũng có thêm một chút xíu nữa là gọi là trực tính. Dạ. Đó. Nhưng mà cái trực tính á, thì nó khác điểm với một chút là ngay thẳng. Dạ. Trực tính, tức là cái nói tới cái trực tính bằng tiếng Việt là mình dễ hiểu rằng là người này có sao nói vậy. Dạ. Người này có sao phản ứng như vậy. Thành ra cái trực tính mà như vậy thì nó còn phải nhìn lại. Dạ. Còn cái chữ ngay thẳng là trong tâm mình nó không có quanh co, nó không có khúc mắc, nó không có, dùng cái từ gọi là lương lẹo. Yeah. Thủ đoạn, mưu mô, thì cái tâm của mình nó trong sáng. Yeah. Đó. Thì cái chữ trung thực mà mình muốn nói đến trong cái chữ là sống ngay thẳng đó, trong cái bài kinh Hạnh Phúc này, sở dĩ nó nói tại sao mà ngay thẳng lại mang gì đến cho hạnh phúc. Yeah. Trước tiên nếu mình là người ngay thẳng đó, mình có một cái hạnh phúc nội tâm là mình không cần phải che giấu cái gì. Yeah. Bởi che giấu một cái gì nó có cái khổ của che giấu. Đó. Còn mình thẳng thắn, có sao mình đối xử như vậy, nhưng mà mình đối xử bằng tất cả tấm lòng sống vì mình, vì người. Yeah. Thì là cái chữ ngay thẳng đó nó phát huy cái hiệu quả, đó là đem lại hạnh phúc cho tự thân mình. Yeah. Vì vậy cho nên trong cái bài kinh Hạnh Phúc, Đức Phật nói muốn hạnh phúc mình phải ngay thẳng. Dạ. Yeah. Dạ. Dạ thưa sư, con cũng có được biết rằng là một trong những cái tiêu chuẩn của một người xuất gia là phải có trực tâm nè, rồi thâm tâm, rồi cuối cùng là tới bồ đề tâm. Sư có thể giải thích thêm cho con cũng như quý khán thính giả biết trực tâm trong cái tiêu chuẩn đầu tiên đó có phải là sống ngay thẳng không thưa sư? Dạ đúng. Dạ. Tại vì cái tiêu chuẩn của nói người xuất gia chứ dạ, mà nói toàn những vị vào mà là người Phật tử thì để hoàn thành một nhân cách của con người đó, yeah, là nhân cách của sự ngay thẳng. Và cái điều này nó liên quan đến cái giới không nói dối. Yeah. Tức là sự thật, mà trong cái giới không nói dối thì mình cũng đã nói lần trước là nó có bốn cái điều. Yeah. Mà hễ mình phạm vào là nó thuộc về dạng như nói dối. Yeah. Đó là mình dựng đứng câu chuyện 100%. Yeah. Là coi như là không ngay thẳng 100%. Yeah. Đó. Cái thứ hai là mình vì sợ hãi, vì một lý do nào đó mà mình không nói sự thật. Yeah. Hoặc là mình nói một nửa sự thật thôi. Thì lần trước mình cũng cả nói là một nửa ổ bánh mì thì là ổ bánh mì. Nhưng yeah, mà một nửa sự thật thì nó không còn là sự thật nữa. Yeah. Đó, thì trong cái phần mà mình nói một nửa sự thật, một phần sự thật, 3/4 sự thật, vân vân, cái gì mà nó đã bị cắt xén đi rồi thì nó không thuộc về sự thật. Yeah. Thì cái này nó cũng không thuộc là ngay thẳng. Yeah. Đó. Thành ra, và cái điều thứ ba là dù là mình nói một sự thật nhưng mà sự thật này nó gây chia rẽ, sự thật này nó gây tổn thương, thì điều này nó cũng phạm vào giới nói dối luôn. Bởi vì mình đã không lý tới người khác
không nghĩ đến cái cảm xúc, cảm giác của người khác. Đó. Và sự thật của mình, dù là mình nói sự thật, mình biết sự thật, nhưng chưa chắc sự thật này là một sự thật toàn diện. Nhiều khi nó chỉ là một sự thật phiến diện trong cái nhìn của mình thôi. Mà mình nói những điều này gây chia rẽ, tổn thương, rồi thì mất hòa khí. Thì cái điều này nếu nói thì cũng rơi vào cái giới là nói dối. Và cái điều thứ tư của cái phần nói dối là nói lời hung ác, tức là mắng chửi, hoặc là bằng body language, hoặc là bằng những cái lời nói mà gây tổn thương sâu sắc đến người khác. Thì nó cũng thuộc, tuy nó không nói dối, nhưng mà nó cũng thuộc về cái giới này. Tức là dùng lời nói mà làm tổn thương. Đó, thì người tu sĩ cũng như là người Phật tử, nếu mà thật sự mà muốn đi con đường cao hơn cái con đường của người mà mình đang sống, tức là vượt lên trên một cái tầm thoáng đạt hơn, thì mình phải trước hết hoàn thiện nhân cách của con người. Mà cái trực tâm á, là cái tâm quan trọng nhất. Đó. Và cái bài kinh này, bài kinh hạnh phúc Đức Phật dạy để cho mọi người cũng như chư thiên, họ được sống với hạnh phúc, là muốn như vậy họ phải trung thực. Và người tu sĩ bước lên trên cái tầm thoáng đạt thì lại càng phải hoàn thiện nhân cách của mình hơn. Cho nên cái phần trực tâm là yếu tố chính, rồi mới đến cái kiên cố tâm, tức là cái tâm bất thối chuyển, không lay động. Và rồi cuối cùng là đến cái tâm bồ đề, đó là cái tâm sống vì người. Với cái điều là trực tâm.